Ngày 30 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ ba nghi phạm là Nguyễn Đức Tiến, Lê Văn Sĩ và Đỗ Văn Tuấn để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, cả ba nghi phạm không có công an việc làm, là thành viên hội những người vỡ nợ muốn làm liều trên Facebook. Mấy ngày trước, Tiến đã đăng bài rủ Tuấn và Sĩ đi cướp tài sản. Bộ ba lập nhóm chất riêng bàn bạc kế hoạch cướp tài sản các biệt thự khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, trong đó có nhà bà Long trên đường Lê Thị Riêng quận 12. Sau khi bàn bạc thỏa thuận, Tuấn không đi chung với nhóm mà về nhà ở Biên Hòa Đồng Nai. Khuya ngày 29 tháng 4, Tiến và Sĩ đến biệt thự của bà Long. Tiến đứng ngoài cảnh giới, Sĩ đeo bao tay, vô hiệu hóa camera, đột nhập vào trong đánh, trói chủ nhà buộc đưa tiền. Trước đó, Tổ Cảnh sát 363 phát hiện Tiến và Sĩ có hành vi nghi vấn nên đã bám theo. Sau khi khống chế Tiến và Sĩ, công an thu giữ túi tiền 1,1 tỷ đồng mà cả hai vừa cướp của bà Long. Phòng Cảnh sát hình sự cũng triệu tập đỗ văn tuấn về trụ sở ngay trong đêm. Vụ án đang được điều tra mở rộng.